Khi nào bạn thực sự hạnh phúc? Đối với nhiều người, đó là lúc không phải giấu giếm những cảm xúc thật sự của mình. Không phải lựa lời mà nói cho đẹp lòng người lạ. Không phải lên gân làm ra vẻ trước đám đông. Đó là lúc những người bạn chuyện trò chân thật. Cả một đời, có bao nhiêu lần con người ta dám nói thật những suy nghĩ của mình? Hãy nhìn những người sống thật. Họ luôn hạnh phúc và vui vẻ. Tại sao ta không tìm đến những người bạn có thể nói chuyện một cách chân thành? Phải, tôi có một người bạn như thế. Nằm trên phố Quán Sứ, nhà hàng Long Đình với những dải đèn rực rỡ hẳn không còn xa lạ với các thực khách sành điệu của đất Hà Thành. Và nếu phải định nghĩa về Long Đình bằng một từ duy nhất, thì tôi sẽ chọn từ đẹp. Vẻ đẹp của Long Đình thoát ra từ kiểu kiến trúc mang sự kết hợp hài hòa giữa vẻ đẹp truyền thống phương Đông huyền bí và các đường nét thiết kế hiện đại sang trọng và thanh lịch. Những chùm đèn được thiết kế cầu kỳ tỏa ánh sáng ấm áp, góc vườn nhỏ với nước chảy róc rách tạo cho ta cảm giác tĩnh lặng, thư thái, hiếm khi có được. Và cái đẹp còn xuất hiện trong những món ăn tới từ xứ Cảng Thơm, ngào ngạt hương mùa xuân, nồng nàn hương mùa hạ, ngan ngát vị mùa thu và cái se se của tiết trời đông giá. Khách mời của tôi lần này là nữ diễn viên, nghệ sĩ ưu tú Triều Xuân. Thật ra, chọn một nơi để gặp gỡ với chị không khó. Là người đa tài, Triều Xuân giống như một con tắc kè hoa. Chị có thể khiến mình phù hợp với bất cứ hoàn cảnh nào, thậm chí còn có thể khiến nó đẹp hơn lên. Thế nhưng tôi vẫn muốn dành Long Đình, một nhà hàng đẹp, làm nơi gặp gỡ chị, để tôn vinh một người phụ nữ đẹp theo đúng ý nghĩa của từ đó. Chị, bản thân chị Triều Xuân có hài lòng với cái bộ phim Lời Thú Nhận của Eva không? Nói chung là Xuân rất là hài lòng. Mặc dù là cũng có lúc đầu tiên thì cũng có một số ý kiến khá là sốc, nhưng mà cái điều đấy là Xuân thực ra nói thế này mọi người, có thể là nói rằng là khi mà mọi chuyện đã xong rồi thì mình có thể nói như thế được, nhưng mà thực lòng là khi mà Xuân nhận cái vai này thì Xuân cũng đã lường trước được rằng là chắc là thế nào mọi người cũng có một cái sự phản ứng, vì nó hơi khác với những cái vai từ trước đến nay Xuân xuất hiện ở trong truyền hình hoặc là trên những bộ phim truyện nhựa. Đấy là nói chuyện là phim truyền hình và phim truyện nhựa thôi. Còn ở trên sân khấu thì Xuân đã đóng rất là nhiều những vai nữ, vai cá tính ngỗ nghịch, rất là phá phách rồi vui vẻ. Thế cho nên là tóm lại cho đến lúc này thì Xuân rất là thích cái vai Ngọc Diệp trong Lời Thú Nhận của Eva. Cái vai Ngọc Diệp đấy là khi mà chị nhận đóng ấy, thì chị có thấy cái sự khó khăn gì không, khi mà những lần mà chị đóng những cái vai khác nó là những người phụ nữ rất là thiệt rồi, rất là nó là những cái người phụ nữ mà trái ngược hẳn với cả cái vai Ngọc Diệp đấy, thì bản thân cái cuộc sống của chị bình thường nó có làm cho chị khó nhập vai của Ngọc Diệp không? Thực sự ra là khi mà Xuân đọc kịch bản của cái series phim này thì Xuân rất là thích luôn. Và khi mà Xuân nhập vai thì Xuân cũng thấy rất là thích. Khó khăn thì tất nhiên là có khó khăn. Ví dụ mình có thể kể lể ra đây một chút là khó khăn về thời tiết, bởi vì cái hồi đấy quay phim trong cái thời tiết mà vô cùng nóng, nhiệt độ ở trong nhà, sờ lên trên sàn nhà này, nó nóng khoảng độ 37-38 độ. Và khó là bỗng một chỉ có một chớp nào đó thì Xuân sợ rằng là nếu như mà Xuân không đủ độ gọi là bứt ra khỏi bản thân và bứt ra khỏi cái hoàn cảnh thì Xuân sẽ chỉ nó ở trong ranh giới rất là mỏng manh, hoặc là diễn được hoặc là không diễn được. Nhưng mà đấy là những cái lo thoảng hoặc thôi. Còn thực lòng mà nói, cái vai diễn này khi mà Xuân bắt đầu Xuân vào diễn thì Xuân có thể nói là như cá gặp nước.
Xuân rất là thích. Mọi người cũng nói rằng là từ những cái vai thuần chất hoặc là những cái vai phụ nữ rất là có vẻ đĩnh đạc sang trọng như anh Vinh vừa nói, Xuân vào những cái vai này nó rất là cá tính phá phách, thậm chí là cũng cố tình làm xấu mình đi, có những cái động tác rồi có những cái hành động thực ra là người ta nhìn vào người ta thấy giật mình về cái cô này. Không biết là cô sẽ gỡ lại những cái bột phát đó, những cái hành động đó của cô như thế nào, để rõ ràng là một cái vai này đáng để cho mọi người phải chia sẻ, phải thông cảm. Xuân biết là như vậy, nhưng mà thực lòng là đấy là cái mà thách thức rất là lớn đối với một người diễn viên. Và Xuân vào cái vai này thì Xuân cảm thấy rất là thích. Nhưng cái vai vai Ngọc Diệp đấy là một cái người phụ nữ nói về các cái, nếu mà nó nói là đối lập với các cái vai mà chị đã diễn thì nó cũng rất dễ hiểu. Nhưng mà cái cách sống của cái người phụ nữ đó, chị thấy có cái nét tương đồng nào không để mà có thể hóa thân nó vào trong cái vai đó một cách dễ dàng như thế được? Xuân có thể nói rằng tất nhiên là có những phần khá là giống con người mình ở trong cuộc sống. Nhưng mà từ những cái phần giống con người mình ở trong cuộc sống mà đưa vào một cái nhân vật để khái quát hóa lên, nó lại là chuyện khác. Cái đấy thực ra là phải yêu cầu thứ nhất là về độ nhạy cảm của diễn viên. Và cái điều vô cùng quan trọng xuất phát từ cái khả năng của diễn viên. Cái quan trọng nhất cái lúc đấy là cái việc mà mình đã được lao động, mình đã được sáng tạo rất là nhiều với những dạng vai diễn như thế, thì mình biết là mình phải làm gì. Ví dụ như là vai diễn, ví dụ như vai Ngọc Diệp là một cái vai mà đầu tiên người ta nhìn thấy bà này là một bà rất là đồng bóng, bà ấy rất là không ổn định, lúc khóc lúc cười, và một cái người yêu mà rất là mù quáng. Mù quáng đến một mức độ mà làm cho những người khác phát bực mình, phát lo lắng và thậm chí là hoảng sợ, đôi lúc là rất là khó chịu với cái cô này. Thì thực lòng ra với một cái con người như bản thân Xuân chẳng hạn, mình khi bước vào nghề là mình còn rất là trẻ trung, và mình cũng có rất là nhiều những cái đam mê, những cái hoài bão. Thì để mà gần đấy năm mà mình nuôi được cái lửa nghề nghiệp ở trong con người mình thì hoàn toàn không phải chuyện dễ. Vì thế cho nên là khi mà mình đã có một cái cuộc sống là một nghệ sĩ. Rồi, cảm ơn em. Thì Xuân nghĩ rằng là cái điều mà bấp bênh trong cuộc sống rất là nhiều, cái sự có những lúc chán nản, có những lúc có những ý nghĩ phá phách, có những lúc mà có những ý nghĩ thật là điên cuồng rất nhiều, không phải là ít. Không thể nói một người mà muốn theo đuổi một cái công việc nghệ thuật mà cuộc sống luôn luôn bình ổn, luôn luôn bình lặng. Có thể anh Vinh nói rằng là cũng như mọi người nhận xét, đấy là cũng muốn hỏi thử Xuân như thế nào thôi. Tại vì là nếu mà mình muốn duy trì được một cuộc sống ổn định, thực sự ra là mình phải nỗ lực rất nhiều. Nhưng một nghệ sĩ mà mình không chăn trở, mình không có những cái điều mà thực lòng ra không muốn không được, vấp váp, rồi những cái lúc thăng trầm, những cái lúc vui đến tột bậc, buồn đến tận cùng, thì chắc là cũng không trưởng thành được đâu. Xuân đưa ra một cái đúc kết là như vậy. Khi mà chị diễn những cái người, một cái người phụ nữ mà có những cái thời khắc là yêu một cách mù quáng như vậy, thì chị có, bản thân chị có nghĩ là chị đã từng có những cái tình yêu bất chấp tất cả? Xuân nghĩ không thể nào là không được. Bởi vì ví dụ như là Xuân đơn cử là việc Xuân lấy chồng chẳng hạn, dạ. Lấy ông xã Xuân là anh Đỗ Hồng Quân chẳng hạn, dạ. Đấy cũng là một việc mà đến lúc này thực ra là Xuân mới có thể dám nói những cái điều đấy.
khi mà mình đã rất là chững chạc rồi, khi mà mình cũng đã có thể nói đến những cái chuyện đấy hết sức bình thản và không sợ rằng là mọi thứ nó mong manh quá đối với mình. Thực sự ra là khi mà Xuân lấy anh Quân thì khá là trẻ, và lúc đấy thì Xuân cũng đã trả lời với mọi người rằng lúc đấy Xuân chỉ muốn lấy chồng thôi, chỉ muốn lấy anh Quân thôi. Mặc dù lúc đấy là bố mẹ đã cảnh báo, và thế giờ con đang đi học, con bảo con lấy chồng thì thế nào. Và vâng, nhưng mà nói chung là bây giờ mọi chuyện nó, con nghĩ rằng là con cũng không thể ở mình như thế được, con cảm thấy con không thể sống yên được nữa. Thế xong rồi sau đó thì nhà trường có cảnh báo rằng là cô đã đòi lấy chồng như thế rồi thì không được sinh con ngay đâu nhé. Nhưng mà con cái là một cái điều mà niềm hạnh phúc của mình. Nói thế thôi thì Xuân cũng rất là có lỗi với các thầy cô giáo. Nhưng mà thực sự ra là sau đó thì Xuân cũng rất là nỗ lực học hành, để cho mọi người nói rằng có thể có những cái phút mà mình có những cái quyết định cho cuộc đời mình nó hơi trái ngược, nhưng mà rồi sau đó là mình phải biết cân bằng lại, phải biết chứng tỏ hoặc là chứng minh hoặc là một cái gì đó cho mọi người biết rằng là cái điều mình làm là đúng, chứ không phải là một cái sự gọi là bốc đồng một cách không, rất là vớ vẩn, rất là nó không có một cái ý nghĩa gì cả. Mời chị chúc sức khỏe. Chúc sức khỏe anh. Cái lúc mà chị, cái thời khắc mà chị biết đến anh Quân là cái thời khắc như thế nào, nó cái tình yêu đấy nó đến một cách ảo ạt mạnh mẽ đến như thế nào để mà một cô gái lúc đó mới chỉ có 20 tuổi mà nhất định để đòi lấy chồng ngay. Chuyện là như thế này. Khi mà Xuân biết anh Quân đầu tiên ý, là thông qua một bản nhạc của anh ấy. Lớp Xuân thì chơi rất là thân với anh Hoàng Nhuận Cầm. Anh Hoàng Nhuận Cầm thì có một bài thơ anh Quân phổ nhạc cho cái vở sân khấu cuộc đời và mời lớp Xuân đi xem. Và khi cái bản nhạc đó cất lên thì Xuân cảm thấy lòng Xuân vô cùng yên ắng, tự nhiên cảm thấy bình yên vô cùng. Tại vì lúc đầu bắt đầu bước chân vào trường và bắt đầu tham gia một cái con đường nghệ thuật thì thực lòng ra là trong cái tâm trạng khá là bị rối loạn, bởi vì đây là một cái con đường biết là rất là khó. Thế khi mà mình, đấy là mình chỉ nói riêng về về mặt học tập và mặt cái con người mình đang bước chân vào một cái con đường mới thôi. Còn về trong cuộc sống cũng còn nhiều những cái chuyện khác, tuổi mới lớn nó sao động rồi đủ các thứ. Nhưng mà khi mà Xuân nghe cái bản nhạc đấy cất lên, Xuân ngồi ở dưới khán giả khán phòng, Xuân nghe cái bản nhạc đấy cất lên, không biết là chị Thúy Lan hát thì phải, thì Xuân tự nhiên cảm thấy là hình như mình vừa mới chút đi được một gánh nặng, mình vừa mới cảm thấy vừa thấy được rằng là mình tìm thấy một cái điều gì đó rất là bình yên, một cái bến đỗ bình yên, một cái cảm giác nhất thời, và Xuân rất là thích. Và tự nhiên mấy ngày hôm sau, hình như do một cái duyên thế nào đó thì anh Quân lại xuất hiện trong một cái buổi tân gia nhà của anh Giang, lớp trưởng lớp Xuân, đấy là Giang Còi. Thế là Xuân nhìn thấy và mọi người giới thiệu rằng đây là anh Đỗ Hồng Quân. Và thầy của Xuân nói chuyện được rằng đây là anh Quân mà người cũng vừa mới viết nhạc cho phim đấy. Thì thực sự ra Xuân cảm thấy một cái điều quá hay. Xuân nghĩ rằng là mặc dù là cái việc mà Xuân nghĩ trong đầu nó không gọi là nó không thành lời, nhưng mà Xuân có một cái cảm giác rằng là đây là cái cơ hội cuộc sống của mình rồi. Cái người mà trước tiên là mình rất là có cảm tình trong cái âm nhạc thì tự nhiên người ta xuất hiện trước mặt mình, hoàn toàn không có một duyên cớ gì, hoàn toàn không có một sự sắp xếp không gì cả. Và khi mà Xuân nhìn thấy anh ấy là... thì Xuân cảm thấy rất là cảm tình. Lúc đấy chị đã biết anh hơn chị đến 11 tuổi chưa? Lúc đấy thì Xuân chưa biết, tại vì trông anh Quân thì rất là trẻ, mới đi học ở Nga về thì trông trắng nõn trắng nà và trông rất là mũm mĩm đáng yêu. Nhưng mà sau đấy thì cũng biết là anh lớn hơn Xuân gần một con giáp, nhưng mà thực ra là cái đó không
Xuân không đặt ra một cái vấn đề nào đó trong. Nhưng khi cảm xúc ban đầu lúc mà bắt đầu yêu thì có thể nói là nếu về cảm thụ về âm nhạc rồi những cái sự mê hoặc của cái tiếng nhạc đấy, nó có thể làm chị cũng không có suy nghĩ nhiều lắm. Nhưng mà khi mà cưới rồi, cả một cái chặng đường rất là dài, anh chị cũng sống với nhau chục năm, thì đến bây giờ chị có cảm nhận thấy cái sự chênh lệch về tuổi tác lớn như thế, nó có ảnh hưởng gì đến cái cuộc sống riêng tư của chị, hay là những cái hoài bão của chị đang làm không? Ngược lại, Xuân lại cảm thấy điều đấy rất là tốt. Vì sao? Hình như là ngay từ hồi Xuân còn ít tuổi, Xuân không hợp với những bạn cùng lứa lắm, mà Xuân thích những người nào mà chững chạc hơn. Bởi vì hình như cho đến lúc này mọi người nói rằng là Xuân có thể là một cái người khá là vững chãi hoặc là có bản lĩnh, nhưng mà thực sự ra hình như sâu thẳm bên trong của Xuân là một người rất là dễ bị tác động. Thế cho nên hình như mình cần một cái người như thế. Và anh Quân thì là một người rất là điềm đạm, rất là điềm đạm, và mình chỉ nói chuyện ví dụ đơn cử những lúc mà cáu giận vợ chồng hay như nào đấy, thì thường nếu mà lúc mà mình cáu là thôi anh không nói nữa, anh không thèm nói nữa, hoặc là như nào đó, mà hoàn toàn là một chuyện hết sức bình thường đối với anh ấy. Cho nên là đôi lúc ví dụ như là những cái gì mà mình, đây là mình đang nói riêng về bản thân mình, mình không có hài lòng hay như nào đấy, tự nhiên qua thái độ của anh ấy thì chỉ một thời gian cũng rất là ngắn thôi, thì mình cảm thấy là cái điều mà mình đang không hài lòng, khó chịu nào thì đấy là một cái điều rất là vô lý. Còn dường như là những ông chồng cứ gọi là chồng già đi thì hay thường chiều vợ trẻ, phải không? Nên là ông ấy có thể là rất là cưng chiều chị đến cái mức độ là gần như là thường, bởi vì không biết là trong trường hợp của chị có giống thế không, nhưng mà khi mình tiếp xúc với những đôi vợ chồng mà có cái sự chênh lệch tuổi tác rất là cao, thì cái người chồng nó luôn luôn sợ rằng là mình có thể là rất là dễ bị mất đi cái người vợ trẻ đấy. Cho nên là phải tìm mọi cách để cưng chiều, để chiều chuộng, để làm tất cả mọi thứ cho cô. Cái đó, cái trường hợp như thế nó có giống như gia đình chị không? Hình như trong trường hợp này thì không phải. Thực ra anh Quân là một người rất là phớt đời, anh không sợ đâu, hoàn toàn không sợ cái gì hết, mà đấy là do tự bản thân anh ấy, tự bản thân. Bởi vì cho đến lúc này thì Xuân thấy rõ ràng cái điều đấy hoàn toàn không phải là do vì chiều lòng vợ trẻ hay là vì chiều lòng cô ấy, hoàn toàn không, nhưng mà tự cái bản thân hình như anh ấy muốn rằng là không làm cho mình phải phiền lòng, thế thôi, mọi chuyện thế thôi, và anh ấy có thể làm được cái điều đấy một cách không khó khăn. Nhưng nghe nói là anh ấy là người mà gần như là tề gia cho chị, nấu ăn rồi giặt sũ rồi. Không phải, tề gia thì không phải. Anh ấy có một cái niềm say mê mà Xuân cũng rất là thích, mà Xuân rất ngưỡng mộ, mà bạn bè và nói chung gia đình rất ngưỡng mộ, là anh ấy nấu ăn rất là giỏi, rất giỏi. Nhưng mà nấu ăn là theo một hình thức, anh có thể sáng tác ra những cái món ăn mà người ta có thể chưa bao giờ người ta nấu. Anh ấy nhìn những cái chất liệu, nhìn những cái nguyên liệu Xuân mua về hoặc có trên mặt bàn, là anh ấy tạo ra những cái món ăn. Nó vẫn là cái món ăn đấy, nhưng mà dưới cái bàn tay và nấu nướng của anh ấy thì tự nhiên món ăn nó trở nên rất đặc biệt và rất là ngon. Còn nếu mà nói về tề gia thì Xuân phải làm gần như 100%. Từ những cái việc nhỏ nhặt nhất, tại vì anh ấy rất là bận, ví dụ như kể cả những cái việc mà sửa nhà, sửa cửa, rồi chỗ nọ hỏng hóc, chỗ kia hỏng hóc, những lúc mà anh ấy bận hoặc là những lúc mà anh ấy đi vắng thì làm sao mà đợi được. Thế cho nên là Xuân làm và Xuân thấy rất là vui. Và những cái lúc mà anh ấy rỗi rãi thì anh ấy sáng tạo ra những món ăn và gọi điện cho bạn bè đến, chỉ trong khoảng độ 15 phút là bạn bè kéo đến và ngồi đợi, bởi vì biết chắc chắn rằng là mình sắp sửa được thưởng thức những cái món ăn rất là đặc biệt, ngon, cho nên mọi người rất là vui.
cái cuộc sống của anh chị, một cả hai người đều là nghệ sĩ, mà nghệ sĩ lại là nghệ sĩ lớn, bận rộn rất là nhiều, thì có vẻ như chắc là cái thời gian thực sự mà có để dành cho nhau là không có nhiều lắm, nhất là từ khi mà chị đi làm cái công ty riêng á, thì hình như là chị không có nhiều thời gian cho gia đình lắm phải không? Hình như mọi chuyện nó lại là ngược lại. Ngược lại, không có một cái thời gian, có một cái thời kỳ là rất ít có thời gian dành cho nhau, rất ít, đến một mức độ mà Xuân cũng cảm thấy chán nản. Nhưng mà cái thời gian đấy nó cách đây cũng lâu lắm rồi, cách đây khoảng độ 7-8 năm, chục năm gì đó. Nhưng mà ngược lại, khi mà Xuân mở công ty riêng thì thực ra là dần dần Xuân muốn có cái chủ động trong cuộc sống của mình, chủ động trong thời gian, chủ động trong cái việc mà mình quan tâm đến gia đình, chăm sóc gia đình. Thì tất nhiên là nói là như thế thôi, nhưng mà chắc anh Vinh cũng biết được rằng là khi mà mình đã bị cuốn vào guồng rồi như thế nào đó khó lòng cưỡng lại được. Nhưng mà Xuân nghĩ rằng là có thể là cũng rất là may mắn là Xuân dần dần sắp xếp được công việc, và cái thời gian Xuân dành cho gia đình lại nhiều hơn, rất nhiều hơn. Bởi vì thậm chí là những cái thời gian rất là dài, hoặc kể cả đến cho đến tận bây giờ, là thường xuyên là buổi trưa là Xuân với anh Quân là về nhà ăn cơm, buổi chiều về nhà ăn cơm, hãn hữu lắm ấy. Khi nào cần phải mời khách đi ăn cơm, rồi cần phải tiếp khách thì mình mới không ăn cơm ở nhà. Thường là những cái trường hợp mà nếu mà không bắt buộc thì đều về nhà ăn cơm cả, đều về nhà ăn uống. Tại vì mình biết được rằng là có thể ngày hôm nay mình rảnh rỗi nhưng ngày mai mình lại bận, có khi lại một tuần nữa, có khi lại cũng không về nhà được ngồi ăn cơm với nhau. Và cái điều đấy thực ra là nó không có tốt. Thế thì mình cứ cố gắng như thế thì thành ra cuối cùng là mọi chuyện nó lại là thường xuyên được. Thực ra là như vậy thì phải hỏi bí quyết của chị. Tại vì những người đi làm kinh doanh thì đã là bận bịu rồi, làm nghệ sĩ cũng bận bịu hơn, xong rồi vừa lại nữ nghệ sĩ cộng với nữ doanh nhân nữa thì chắc chắn là bận rất là gấp bội. Tại vì thông thường là những người như thế trong cái hoàn cảnh chị thường là phải dành thời gian cho đi đóng phim, xong rồi là lại chị còn làm đạo diễn cho chị đã làm đạo diễn cho kịch nói phải không ạ? Thế thì chị phải chia sẻ cái bí quyết để cho những người phụ nữ khác vừa làm kinh doanh vừa làm nghệ thuật như chị để có thể học hỏi làm thế nào để dành thời gian cho gia đình. Những cái điều mà Xuân hay trả lời mọi người rất là chung chung rằng là khi mà mình có lòng để ý đến một cái việc nào đó thì ắt là mình sẽ sắp xếp được thôi. Tất nhiên là đấy là những cái mà chủ động của bản thân mình. Thì xuất phát từ những cái việc đấy, mà cái việc này đúng là cũng rất vất vả thật. Ví dụ như là đi làm, trong đầu mình phải rất là nhanh. Ví dụ như là đi làm một cái công việc nào đó, sẽ đi qua một cái chợ nào đó, hoặc là sẽ đi qua một cái nơi nào đó mà mình biết là mình đang cần mua cái này, mình cần sắm cái kia, mình thiếu cái này, hoặc là mình sẽ chuẩn bị bữa ăn như thế này, thì mình phải biết kế hoạch ngay. Mình tranh thủ trong lúc đi làm mình mua, hoặc là mình tạt vào chỗ nọ chỗ kia, mình có những cái nguyên liệu để nấu nướng. Đây là nói riêng về chuyện nấu nướng thôi, thì mình sẽ không bị mất thời gian để đi chợ. Rồi hoặc là mình đang đi làm những cái công việc thì mình phải biết kết hợp với những cái công việc gia đình, mà cái đấy là bắt buộc, không thể nào không được. Đôi lúc trông cũng vất vả lắm, đôi lúc trông những lúc mà Xuân đi xe máy rồi mua đồ, trông mọi người cứ trêu trông em cứ như xe thồ, và vâng, em nguyên là xe thồ. Mình không ngại những cái chuyện đấy, bởi vì mình biết được rằng là cái công việc của mình, để mà muốn dành cái sự thanh thản khi mà mình xuất hiện trước công chúng thì mình phải lo toan thôi, bởi vì cũng không ai có thể lo cho mình được. Còn nếu mình không lo toan thì thực sự ra là khi mình xuất hiện trước công chúng, hoặc là mình làm những cái công việc nào mà cần bứt ra hẳn cái công việc gia đình, mình vẫn lo lắng,
thì lúc đấy nó hoàn toàn nó không có thấy thoải mái một chút nào cả. Mà Xuân thì Xuân không thích như vậy. Chị có hai con gái. Thì cái cô con gái lớn hình như là đang học truyền thông ở Pháp. Dạ vâng. Thì chắc là chị cũng khi mà lớn lên thì chắc là chưa có cái dịp nhiều để gần gũi và bày vẽ cho con gái cái cách ra cuộc sống. Chị có dành cái thời gian để dạy cho con gái theo cái cách sống như thế nào cho nó phù hợp với cả cái tương lai không? Thực sự ra là nếu mà làm cho con có một cái quan niệm tốt trong cuộc sống, rồi cũng hướng cho con làm thế nào mà ra cuộc sống đỡ phải va vấp, thì thực sự ra cái việc đấy phải làm từ cái lúc, ít ra là từ cái lúc mà con vào phổ thông trung học. Mà từ hồi đấy thực lòng là Xuân đã có ý thức của chuyện đấy. Xuân cũng sẵn sàng đi đến ngồi nói chuyện vài câu rất là bâng quơ với bạn bè của cháu, hoặc là đến trường cháu tham gia những cái chương trình văn nghệ, rồi ngồi lê la trò chuyện. Mà khi các cháu nó đã cảm thấy mình gần gũi thì mình dễ dàng nói chuyện. Và khi mình có những cái điều gì mình không nói được với con mình nói với bạn con, hay là mình xui bạn con nói lại với con. Thì Xuân nghĩ rằng là đấy là cả một quá trình. Chị có định hướng cho con gái của chị đi theo cái con đường mà chị đã làm? Xuân không thể nào mà định hướng 100% được. Nhưng mà bao giờ con gái cũng biết được rằng là làm nghệ thuật là một cái điều rất là tốt. Nếu như mà mình nắm vững được và mình biết chủ động. Còn nếu như mà mình không có bản lĩnh, mình không có tài năng, thì thực sự ra là mình sẽ bị cuốn vào vòng xoáy của nó và mình sẽ bị nghiền nát. Cái điều đấy rất là nguy hiểm. Xuân không nói một cách trực tiếp, nhưng mà con gái biết được là như vậy. Và thực ra là từ trong cơ bản của Hồng My là Hồng My có một cái gen nghệ thuật rất là mạnh. Bởi vì là Hồng My có thể tự sắp xếp đạo diễn những chương trình, rồi đưa ra những cái gu thẩm mỹ rất là tốt, rất là thuyết phục cho các bạn cùng lứa. Khi mà Hồng My cùng với các bạn, cùng một số bạn mở cái cửa hàng thời trang của Hồng My, rồi từ nhỏ, từ hồi cấp 2 thì Hồng My đã viết văn, làm thơ, rồi làm các chương trình văn nghệ. Về tính cách thì Hồng My giống bố hay giống mẹ? Giống cả hai. Nhưng pha trộn lại. Vâng, giống cả hai, nhưng mà những cái thực lòng đây không phải nịnh chồng nhé. Mà những cái mà Hồng My có được, ví dụ như là khá là thông minh và khá là bản lĩnh và khá là quyết đoán, thì Xuân thấy rằng Hồng My giống họ nội khá nhiều. Có vẻ như là cái tính cách của Hồng My có nét nào tương đồng với cái cô con gái của Ngọc Diệp không? Cũng có đấy, cũng có hơi như thế đấy. Cho nên Xuân thấy rất là hay. Xuân thấy rất là hay, cho nên mọi người cứ ví dụ như là cũng sẵn sàng lao vào những cái công việc khó, dám làm những cái công việc mà nó không đơn giản, và dám đương đầu, dám lao vào những thử thách, và đôi lúc cũng khá là điên cuồng. Thế cho nên là, và cái ngoại hình của San San là con cô Ngọc Diệp ấy thì cũng hơi na ná Hồng My, cho nên đi mọi người hỏi rất là nhiều và cô Xuân ơi hoặc chị Xuân ơi, đấy có phải là con gái chị đóng cùng với chị luôn không? Mọi người hỏi nhiều lắm, nên Xuân thấy cũng rất là hay. Cái người đạo diễn đấy hình như là họ anh Mạnh Hà. Vâng. Anh ấy cũng rất là dành, hình như là cái cách anh ấy xây dựng cái bộ phim đó, anh ấy cũng có những trải nghiệm của những cái gia đình mà đã có thực tế, đúng không? Chứ không phải là chỉ đấy là những cái sự hư khập cấu đơn thuần. Tại vì Xuân nghĩ rằng nói về một cái đề tài đấy rất là khó đấy. Rất là khó đấy. Bởi vì là mình chỉ đơn cử, mình nói rất là đơn giản là
trong một gia đình, bà khi mà sinh con thì cũng không có chồng, cô này sinh con gái cũng không có chồng, và hai người này luôn luôn nguy cơ được rằng là cháu mình nó cũng sẽ lặp lại lịch sử như thế. Và nếu như mà không tinh tế, không biết cách gỡ ra và không biết quyết đoán thì mọi người theo trường phái gọi là cổ điển, theo trường phái truyền thống sẽ lên án và sẽ rất dễ bị lên án. Nhưng mà rõ ràng là một cái kịch bản viết ra và đã được thể hiện dưới một bàn tay của đạo diễn, và Mạnh Hà là một người rất là nhạy cảm và tinh tế, cho nên mình thoát ra được những cái vấn đề rất là nhạy cảm mặc dù mình có đặt ra những cái vấn đề đó. Cái chị có nhìn thấy cái hình ảnh của cái người phụ nữ ở cái lứa tuổi như của chị, cái những cái người phụ nữ đấy đã thuộc gọi là tứ tuần, và họ đã trải qua cái cuộc sống rất là bình lặng của những cái thời bao cấp rồi lớn lên, và họ nhìn cái cuộc đời nó đơn giản hơn cái lứa trẻ như ngày hôm nay. Thì chị có nhìn thấy cái hình ảnh của cái cô Ngọc Diệp đấy nó có giống nhiều với cả những cái lớp phụ nữ như là chúng ta, và cái sự đối lập đó với cả cái lớp trẻ không? Đây có là một cái xã hội rất là rõ ràng, đúng không? Có. Xuân thấy rất rõ ràng cái điều đấy. Thực sự ra là bi kịch của Ngọc Diệp, cô không phải là bi kịch vì sự phá phách, mà bi kịch của một người hơi lỗi thời. Mà cái lỗi thời này thực ra là đáng trân trọng và đáng để mọi người bảo vệ. Bởi vì cô ấy lý tưởng hóa tình yêu, lý tưởng hóa cuộc sống, và cô yêu hết mình. Và cái hạnh phúc vô cùng đơn giản của cô, ví dụ như là nghe một cái bản nhạc quen thuộc, chăm sóc cho nhau và dành cho nhau những cái tình cảm rất trong sáng, thì cô dường như là một cái người là rất bị lỗi thời. Và khi cô muốn thoát ra khỏi một cái sự lỗi thời đó để cô ấy giành giật lấy hạnh phúc của mình, thì cô ấy vấp phải rất nhiều bi kịch. Nhưng mà những cái người phụ nữ thời đó, thời của chúng ta, có vẻ là nghĩ về tình yêu nó đơn giản lắm, đúng không? Họ có thể ngây thơ, họ tin tưởng vào một cái người đàn ông nào đó của riêng mình, mà họ mù quáng đi theo cái tình yêu như thế. Liệu cái lứa tuổi như con gái chị và những cháu còn ở cái lứa tuổi đấy ngày hôm nay, thì họ nhìn về cái người đàn ông của mình như thế nào? Chị có con gái lớn, chị có trải nghiệm về cái chuyện đấy không? Thực ra là tình yêu thì trong thời nào cũng thế, lúc nào cũng có sự mù quáng, lúc nào cũng có một cái sự gọi là nhận thức sai lầm về những người bạn của mình. Nhưng mà ở mỗi một thời thì cái biểu hiện đấy nó ít nhiều, có thể nó khác nhau. Nhưng mà Xuân nghĩ rằng là về cái việc mà lý tưởng hóa tình yêu, về việc mình muốn có một cái tình yêu nó hoàn toàn tuyệt đối, thì chắc chắn không bao giờ mất đi cả. Bởi vì trong những tác phẩm nghệ thuật, trong những cái vấn đề mọi người bàn ra, mọi người đưa ra để bàn cãi, tranh luận, bảo vệ, thì luôn luôn một cái vấn đề rất là lớn là làm thế nào mà vươn đến một cái tình yêu cao thượng. Các phim đấy rất là nhiều và không bao giờ hết, không bao giờ người ta không muốn nói đến. Thì Xuân nghĩ rằng là cái việc có thể là nhiều rất nhiều hiện tượng, rằng là bây giờ thế hệ thanh niên, thế hệ mới lớn sống rất là thực dụng, thậm chí là các bạn ấy sẵn sàng là tuyên bố cái lối sống thực dụng của mình như là một cái mốt, như là một cái điều gì đó mà được mọi người công nhận. Điều đấy rất là nguy hiểm. Mình về một cái đề tài, về một cái vấn đề đấy thì chắc là phải có một buổi bàn riêng. Nhưng mà đấy là cái cách mà một số các bạn trẻ, nói chung cũng khá là nhiều, các bạn nghĩ rằng là đấy là một cái lối sống đem lại lợi ích nhiều cho các bạn ấy. Nhưng mà thực sự ra là cái điều đấy
cái điều đấy là rất là tai hại. Điều đấy rất là tai hại. Khi mà chị yêu anh Đỗ Hồng Quân, chắc là đấy là mối tình đầu của chị. Không phải. Đấy là được một lời nói thật. Nhưng mà cái lúc mà khi chị gặp anh Đỗ Hồng Quân xong thì chị còn rất là trẻ. Thì sau đó thì là chị cưới anh ấy rất là sớm, hình như là 5-6 tháng gì đó thôi thì cưới luôn rồi. Thành ra là chị có nghĩ rằng là cái mình rơi vào cái bẫy tình yêu nó rất là sớm, cưới chồng cũng rất sớm mà mình không có cái cơ hội để nhìn thấy những cái người đàn ông khác. Có thể biết đâu lại là những cái nếu như mình chậm lại một chút, mình tìm thấy những người còn hay hơn cả anh Quân thì sao? Ok. Cảm ơn. Cho anh tí nước, chà chà. Hình như là điều đấy cũng không kịp đến. Không kịp đến hình như là không. Tất nhiên là sau này rất là nhiều năm, khi mà mình bình tĩnh rồi mình cũng thử nghĩ như thế. Đấy là thử nghĩ như thế thôi, nhưng mà thực sự ra nói thực lòng là chưa bao giờ Xuân cảm thấy là Xuân có một cái điều gì đó mà nuối tiếc khi mà lấy anh Quân. Hoặc là nói rằng hoặc tôi muốn kiếm một cái người mà giàu có hơn, sống thực dụng hơn, đem lại cho tôi nhiều tiền hơn, hoặc là có thể người ta đem lại hạnh phúc cho tôi hơn, thì Xuân không có ý nghĩ đó. Và Xuân nghĩ rằng là nếu như mà lại để mà kiếm một ông chồng nữa thì chắc Xuân cũng sẽ kiếm anh Quân thôi, bởi vì Xuân thấy mọi chuyện nó rất là tốt đẹp. Còn vì sao mà Xuân nói được rằng là Xuân nói rằng là không có thời gian để nghĩ đến những chuyện đấy, bởi vì lấy anh Quân xong và sinh con luôn thì sau đó thì bố chồng Xuân là nhạc sĩ Đỗ Nhuận, sau đấy thì ốm liệt giường luôn, và mẹ chồng Xuân thì rất là vất vả. Cái thời đó, những năm đó chúng ta đã ra khỏi thời bao cấp chưa? Tức là mọi chuyện mới bắt đầu ra khỏi thời bao cấp. Nói chung là khi mà Xuân đi học thì bà cũng không đòi hỏi gì. Bà chăm sóc ông thời gian rất là lâu để cho Xuân có thể yên tâm Xuân đi học 1-2 năm. Mình vẫn lo công việc gia đình, nhưng mà nhường cái thời gian đấy bà vất vả vô cùng. Tại vì cái hồi đấy mà tai biến mạch máu não, rồi chữa bệnh, rồi lo đồ ăn thức uống, bà phải đi bươn trải, đi khắp các chợ để mua thức ăn, làm nào mà nấu những đồ ăn tốt nhất cho ông. Thì sau khi ông vừa mới mất được mấy tháng thì bà lại tai biến mạch máu não. Nói chung cả nhà phải xúm lại để chăm sóc bố mẹ. Thì, và trong lúc đó thì Xuân cũng muốn phấn đấu, Xuân cũng muốn có được những vai diễn, Xuân cũng muốn học tập, Xuân cũng muốn học hành. Thì tất cả những cái thời gian đó nó trôi đi quá nhanh và nó chiếm hết những cái thời gian của Xuân để mà Xuân có thể ngồi Xuân nghĩ những cái chuyện vẩn vơ, những cái chuyện mà thực sự ra không đáng nghĩ. Thì cho nên là cái thời gian nó trôi đi khoảng độ hơn 10 năm, nó trôi đi một lúc nào nếu Xuân không có nhận ra được. Đấy là chưa nói chuyện là ở bên gia đình nhà Xuân thì bố ốm rất là nặng, bố ung thư. Thế là mấy mẹ con thì cũng suốt ngày đưa bố đi bệnh viện, rồi nằm ở hành lang ở ngoài bệnh viện đợi bố mổ trong những cái thời tiết nó rét như thế này. Thế cho nên là mọi việc nó cũng cuốn mình đi, cho nên mình cũng chẳng có thời gian để nghĩ vơ vẩn gì. Mình mong được rằng là cái cuộc sống nó tốt hơn những cái gì mà mọi người đang phải chịu đựng đã là quá tốt rồi. Như thế là ngay khi mà cưới chồng xong sinh con thì là dường như là chị liên tiếp gặp những cái khó khăn trong cuộc sống. Bố mẹ chồng ốm, rồi đến bố chị cũng ốm, thì trở nên là thành ra cái quãng thời gian đó, nó làm cho chị không được
sống cái tuổi trẻ một cách rất là thoải mái, ung dung giống như những người bạn khác. Thì chị có lúc nào chị thấy tiếc cho mình là cái thời gian đó mình còn chưa kịp tung tăng giống như những cái cô gái khác đã rơi vào một cái bẫy của một cái một bẫy tình nhân yêu và gia đình bẫy tình yêu mà mình tự đặt ra. Thực sự ra là có chứ. Đôi lúc thấy bạn bè nó hẹn hò nó đi chơi, mấy đứa bạn ở lớp diễn viên ấy, hẹn hò đi chơi chỗ nọ chỗ kia, đi hát karaoke rồi đi chơi lang thang, thì Xuân thấy cũng rất là buồn. Nhất là đối với giới nghệ sĩ, những người mà làm nghệ thuật thì chắc là càng cần phải có cái thời gian tung tăng hơn. Xuân thấy rất là buồn. Xuân bảo là thôi thế thì bây giờ các bạn, tất nhiên các bạn không có gia đình thì các bạn đi phải có thời gian và các bạn ấy được sống một cuộc sống tự do. Mình nghĩ đôi lúc mình cũng chạnh lòng, đôi lúc cũng chạnh lòng. Nhưng mà sau đấy cũng một vài năm thôi thì các bạn bắt đầu phải lo lắng xem là làm thế nào mà để mình có được một cái gia đình, mình kiếm được người yêu tốt, mình kiếm được một ông chồng mà mình thấy ưng ý. Thì thực lòng ra là Xuân không thấy tiếc nữa. Tức là chị đã đi trước người ta một đi trước. Và sau đó thì tất cả những cái thời gian, ví dụ như là cho đến nay Xuân không thấy tiếc nuối. Bởi vì sao? Bởi vì những cái, ví dụ như đơn giản là những cái mà thời kỳ sinh viên mà Xuân sớm vội đi lấy chồng, rồi chăm sóc con cái, rồi lo lắng cho gia đình nhà chồng. Mà Xuân cũng phải nói một cái điều rằng Xuân là người rất là may mắn, bởi vì gia đình nhà chồng Xuân đối với Xuân quá tốt. Từ em, những người em ruột của anh Quân, khi mà bố mẹ ốm thì em trai, em gái nếu mà thấy Xuân bận là không có đòi hỏi gì cả, thì các em cứ vào chăm sóc mẹ trong bệnh viện. Rất là vất vả. Cái thời đó thì cái cuộc sống của gia đình chị, xin mời chị nhé. Dạ vâng, rồi mời anh. Cái cuộc sống của gia đình chị cái thời đó thế nào, muốn nói về cái kinh tế đó. Thì liên tiếp những người ốm như thế, rồi là mà cái thời đó thì nghệ sĩ chắc là cũng không phải là những người có thể sống dư dả được, đúng không ạ? Càng khó khăn hơn. Thì cái chị chăm lo cho cái gia đình của mình như thế nào, lại còn cả gia đình lớn đấy. Thực ra là những cái thời điểm đấy là những lúc mà anh Quân phải nuôi cả gia đình. Anh Quân đi làm kiếm tiền, nuôi vợ nuôi con, rồi chăm sóc bố mẹ. Phần lớn tất cả những về kinh phí, tiền nong, những cái trang trải là anh Quân phải lo hết. Và anh cũng không bao giờ anh ca thán đến một lời. Thế cho nên là Xuân nghĩ anh ấy vất vả như thế, anh đi làm việc như thế, anh không ca thán thì chẳng có cái lý do gì để mà Xuân có thể ca thán cả. Mình được chăm sóc như thế và mình được lo lắng như thế đã quá là hạnh phúc rồi. Thế thôi. Hồi đó anh là nhạc sĩ. Mà cái thời chúng ta còn nghèo, còn chưa mở cửa và chưa có quảng cáo, chưa có những cái bộ phim lớn, thì người nhạc sĩ như anh Đỗ Hồng Quân kiếm tiền một cách nào? Miệt mài làm việc thôi. Ví dụ như là anh ấy luôn luôn nhận được những lời mời sáng tác, đơn đặt hàng cho các vở kịch này. Vâng, xin mời anh. Cho các vở kịch này, cho những bộ phim, cho các chương trình ca nhạc, rồi dàn dựng các chương trình. Nói chung là thực ra là anh Quân thì không bao giờ thiếu việc cả. Chỉ có điều là anh Quân rõ ràng là anh lao động rất là vất vả. Mình lao động bằng cái nghề của anh hồi đó thì rất là nhiều nghệ sĩ thì kiếm sống không phải bằng cái nghề của mình mà bằng những cái hoạt động khác, thậm chí là rất vì những cái sự quan hệ rất là giỏi thì nhiều nghệ sĩ đi buôn đi bán. Bạn mời chị. Thì anh chỉ có làm nghề thôi, chỉ có viết nhạc và dàn dựng để sống. Thì thực sự là chị có thấy rằng đấy tất nhiên là khó khăn, đối với cả xã hội nó khó khăn, nhưng mà bản thân gia đình chị thì chị có thấy anh Quân là một người giỏi giang những việc cần nuôi sống cả gia đình lúc đó có được cuộc sống tốt chị ạ? Anh ấy rất là giỏi,
Phải nói rằng là anh ấy rất là giỏi. Bởi vì là anh ấy viết nhạc để kiếm sống, nhưng mà anh lại rất là chân phương, là người rất là chân phương và chân thật. Cho nên mình không thể nào mà làm việc một cách gọi là qua loa, hoặc là làm việc dối trá, hoặc là theo như các cụ nói là gọi là ăn thật làm giả được. Hoàn toàn không bao giờ đối với anh có cái chuyện đó. Cho nên là mình đã làm việc là phải dốc sức ra. Ví dụ như là đơn cử kể một vài chuyện đó là ôn lại quá khứ. Ví dụ như là anh ấy buổi đêm thì anh ngồi anh viết nhạc, xong là buổi sáng thì sáng và ban ngày thì anh ấy phải đi thu nhạc rồi ghép nhạc cho các vở diễn. Chiều về thì cái hồi đấy là Xuân con vẫn còn nhỏ, học ở trong trường, về đón con thì là chuẩn bị nấu cơm, thì anh ấy về đã sắp sẵn, đã chờ anh, nhường cho anh cả một cái chậu quần áo rất là to. Thì lúc đấy anh cũng phải sắn quần vào. Mà ngày xưa thì ở trong tạm trong khu tập thể của nhà hát nhạc vũ kịch thì mình chưa có nước lên trên nhà đâu, không có đâu, cả một cái bể to ra xuống lấy nước ra giặt quần áo lên phơi phóng cho vợ. Nói chung là Xuân nghĩ là nhịn cái thời gian đấy nhiều người như vậy chứ không phải là riêng mình, gia đình nhà mình. Thì anh ấy vừa là một nhạc sĩ, lại người làm người quản lý về âm nhạc nữa, và lại còn là một người chồng rất tốt. Thế có phải chị rất là may mắn mà gặp được người nó có thể nói là hoàn hảo như vậy? Với tư cách là vợ thì Xuân không dám nói là hoàn hảo, bởi vì nếu mình nhận chồng mình hoàn hảo thì thiên hạ lại bảo để tìm xem là có những khuyết điểm nào. Mình không dại gì. nhưng mà đúng với Xuân thì anh Quân là một người mà cần thiết nhất cho Xuân trong cái cuộc đời này, trong cuộc sống này. Xuân có thể nói là như vậy. Và cái điều đấy Xuân cũng nói rằng là đấy là một cái sự may mắn, chẳng ai nói được. Nói chung là phụ nữ ngồi với nhau thì vẫn nói rằng là chẳng ai nói hay được trong cái chuyện hôn nhân đâu. Nếu mà mình may thế nào đó, tất nhiên là bằng cả một cái sự nỗ lực của mình, thì mình có được một cái cuộc sống nó yên ấm. Còn nếu không thì chẳng ai nói được cái điều gì cả. Nhưng vì sao mà tác phẩm đầu tiên của anh chị thì đến rất nhanh, mà cái tác phẩm thứ hai lại sao phải chờ đến 17 năm sau thì mới có? Hình như cái thời gian nó trôi đi đấy. Cũng như là lúc nãy Xuân còn nói chuyện với anh Vinh rằng là 10 năm trôi qua lúc nào Xuân không biết. Mà lúc mà ví dụ bố mẹ ốm đau chẳng hạn thì hình như là mình không có hứng thú, mình không có hứng thú để nghĩ rằng là sinh một cháu thứ hai nữa. Hoặc là quên hẳn những chuyện đấy. Bởi vì ví dụ như bà ốm chẳng hạn nhé, là bị tai biến cho nên là thần kinh luôn luôn hoảng sợ và mất ngủ triền miên. Buổi tối thì 8 giờ tối thì cả nhà tắt hết đèn đi ở dưới nhà, bà nằm ngủ ở dưới nhà, lên hết lên trên gác xép để cho bà ở dưới nhà và có thể ngủ được. Thì trong cái hoàn cảnh đấy thì còn hứng thú đâu ra mà nghĩ rằng là thêm một cô con cả cô thứ hai nữa thì sẽ rất vất vả. Nhưng Xuân không nghĩ cái điều đó trong đầu, chỉ có điều là hơn 10 năm trôi đi thì mình mới chợt nhớ ra rằng, và mọi người cũng nhắc nhở rằng là sao không sinh thêm người thứ hai đi. Thế là sau đó thì vì quên mất cái bản năng của... quên mất cái vụ đấy. có thể nói là chị rất là may mắn khi cưới chồng sớm như thế. Đấy. Tại được lấy được một người chồng gần như hoàn hảo. Nhưng như vậy thì là chị có thấy rằng là chị có cái thời gian, tức là người ta đang trao cho chị cái thời gian và cái điều kiện rất là tốt để phát triển về nghệ thuật, thì cái thời gian mà chị tập trung cho nghệ thuật, mà chị làm tốt nhất những cái vở kịch chị thành công, là nó có sự hậu thuẫn của gia đình. Xuân có thể nói như này, những cái lúc mà những cái bộ phim, những cái vở kịch mà Xuân làm và có cái kết quả thành công, đấy là trong những cái lúc mà gia đình, bố mẹ, mọi người
ốm đau rất là nhiều. Như thế có nghĩa rằng là gia đình nhà chồng đã chăm sóc bố mẹ, giúp Xuân rất là nhiều. Các anh chị em đã chăm sóc bố mẹ chồng, giúp Xuân rất là nhiều để Xuân có thể đi làm việc được. Điều đấy chắc chắn không bao giờ Xuân có thể quên được. Nếu như mà mọi người, đấy là một cái sự tạo điều kiện quá lớn. Nếu như mọi người mà không hiểu cho, mọi người không cho Xuân đi làm những cái công việc đấy mà nghĩ rằng là bây giờ phải dành hoàn toàn thời gian để chăm sóc bố mẹ thì Xuân cũng phải chịu thôi. Bởi vì bố mẹ là ốm rất là nặng, trong tình trạng rất là hiểm nghèo. Lúc đó là chị vẫn được tạo điều kiện để đi tập, đi diễn. Và thì cái khi mà chị đi diễn như vậy, ở trong khi đó thì cả anh Quân được các gia đình đang lo lắng về cái sức khỏe của các cụ, thì mình tưởng tượng rằng là như thế này, nếu với một cái người phụ nữ đẹp như chị, mới mà lúc đó chắc chắn còn rất trẻ, đi làm nghệ sĩ và chắc chắn là chị phải đi làm một mình, thế thì có những cái người đàn ông khác họ có tìm cách đến với chị hay không, tấn công chị không? Bởi vì cái chuyện này rất là tự nhiên trong cái giới nghệ sĩ, bởi vì mình cũng làm với nghệ sĩ rất là nhiều, cho nên là cái hình dung cái chuyện đấy là giống như là một cái miếng mỡ để miệng mèo vậy, đúng không? Chị có gặp những trường hợp như vậy không? Tất nhiên là có chứ. Lúc đó thì chị hành động như thế nào? Nói chung là dù có chịu ít nhiều tác động, dù cho ví dụ những cái người khác họ có nói những cái lời ngọt ngào hoặc là họ hứa hẹn những cái điều gì, thì rất là may Xuân, mặc dù là Xuân cũng ít tuổi nhưng mà Xuân cũng nhận thức được rằng những cái gì mình đang có trong tay là một cái những gia đình rồi con cái rồi chồng là những cái điều vô giá. Nếu như mà mình đánh mất đi thì mình sẽ không có lại được đâu. Thế cho nên là mọi chuyện đối với Xuân, khi mà Xuân đánh giá lại thì Xuân thấy rằng là những cái gì mà người ta có thể hứa hẹn với mình, người ta cũng muốn tấn công mình hay như nào đó, thì thực ra là nó cũng vô giá trị. Thế còn anh đối với chị thì thế nào? Tình cảm của anh với chị lúc đó và đến bây giờ? Anh Quân được hình như mà có một cái rất hay là anh ấy là người rất là kiên định. Từ khi mà anh Quân lấy Xuân cho đến bây giờ thì Xuân thấy rằng là những cái điều mà anh ấy đối xử với mình, những cái tình cảm anh dành cho mình hoặc là cái cách cư xử hoàn toàn nó không có thay đổi đi. Cũng giống như anh Lê Hoàng mà trong cái vở kịch Nhật ký chàng ngác ngơ mà Xuân làm đấy, khi mà cô vợ gào lên tôi bỏ anh, bởi vì là từ ngày anh lấy tôi anh không tốt hơn lên mà anh vẫn tốt như ngày anh mới lấy tôi. Thế thì ông chồng ông bảo rằng là thế thì cô phải nghĩ lại đi, nếu mà chỉ có tốt giữ được những cái tình cảm mà từ lúc lấy nhau cho đến vài năm sau mà vẫn giữ được tình cảm như thế đã là tốt lắm rồi, chứ cô đừng mong là nó tốt hơn lên. Thực sự ra Xuân rất là thấy anh Lê Hoàng có những cái triết lý anh nói rất là tuyệt vời. Thì nếu như mà trong cái hoàn cảnh của chính bản thân mình mà Xuân có cái cảm giác được rằng là từ khi mà anh Quân lấy Xuân cho đến bây giờ anh đối xử với Xuân vẫn như thế, vẫn rất là quý hóa, vẫn rất là thương mến, vẫn rất là chiều chuộng theo cách của anh, thì Xuân nghĩ rằng là Xuân là một người rất là may mắn. Triều Xuân là một trong những nữ nghệ sĩ xinh đẹp nhất và đầy tài năng của điện ảnh và sân khấu kịch Việt Nam. Con đường nghệ thuật và cuộc sống của chị dường như trải đầy hoa hồng, nhưng thực ra ít ai biết rằng có thật nhiều những khúc rẽ, những biến động và cả những thị phi đang theo đuổi chị. Vui vẻ, giản đơn, bình dị, nhưng thực ra
Chiều xuân đang ấp ủ nhiều hoài bão lớn hơn nhiều. Cảm ơn quý vị đã xem Nói ra đừng sợ trên Phan Xi Păng TV. Hẹn gặp lại quý vị lần sau. Mọi người rất là chiều, mọi người rất là quý, rất chiều. Chú Doãn Châu rồi anh Dũng. Nói chung rất chiều, bởi vì Xuân làm việc rất là nghiêm túc. Nhưng mà sau khi thời gian Xuân về nhà hát và Xuân đi học ở Pháp về, thì Xuân cảm thấy rằng là